đạt tới cái chỗ mà vô số vô lượng căn lành là cỡ các bậc thánh rồi. Mình không có, mình tất cả mọi cái của mình đều có giới hạn. Mình nên nhớ vậy. Mà ở đây mình nói vô lượng vô biên, mình không tính kể được. Tức là nó cũng là trong cái tầm của tưởng. Tức mình chưa thoát mà, mình chưa có thoát tưởng, cho nên mình tưởng kiểu gì nó cũng còn nằm ở trong cái tầm của tưởng. Cho tới khi mình ra khỏi cái tưởng ống rồi ha, thì mình mới nói tới cái từ là vô lượng vô biên. Còn trong tưởng ấm, dù mình có nói cái từ đó, nhưng mà vẫn là, vẫn khu biệt, vẫn hạn cuộc ở trong của cái tưởng ấm. Nó vẫn còn giới hạn của cái tưởng ấm, mình dùng cái từ này, giới hạn của tưởng ấm. Như vậy là cái giới hạn của tưởng ấm, mình thấy tận cùng cái, mà thấy tận cùng cái biết, tận cùng cái hiểu của mình, nó cũng là tận cùng của cái giới hạn của tưởng. Đúng rồi, mình ra được. Cho nên mình lợi ích cái kiểu gì đi nữa cũng nằm trong cái tầng đó thôi. Tới đó không là bố thí đi nữa cũng không thành ba la mật được, tại nó còn trong cái giới hạn của tưởng rồi, nó không thành ba la mật được. Khi mà vượt qua tưởng rồi mới nói chuyện tới ba la mật. Vượt qua tưởng thì nó vẫn còn hành còn thức, nhưng mà đã hành là nó không có còn tính lường được rồi. Tới cái thức là nó đã mênh mông trùm khắp rồi. Mặc dù nó chưa phải là đạt tới cái cảnh giới chân thật, nhưng nó cũng đã là mênh mông trùm khắp nha. Thì cái hành cái thức nó đã là kinh khủng lắm rồi. Cho đến là bất khả lượng căn lành là kinh khủng lắm rồi. Bất khả tư căn lành, bất khả lượng căn lành là nó vượt ra ngoài tưởng ấm rồi đó. Nó vượt ra ngoài hẳn rồi. Nó ra ngoài, nó thuộc về cảnh giới của chư thánh rồi. Các vị chư thiên cõi trời trí huệ cũng đã vô lượng vô biên, cũng thấy biết quá khứ vị lai nhiều rồi đó. Nhưng mà nói tới cái bất khả tư, bất khả lượng của cảnh giới bậc thánh là các vị chư thiên không biết nổi rồi. Không biết nổi rồi. Nhưng mà tới vị thánh thì các vị biết được. Đúng là nó mênh mông, nó vượt. Ví dụ như cái tam giới này đi. Tam giới này thì mình trong thiền định mà mình chưa chứng thánh quả, có khi mình tới cái cảnh không vô biên, sức thức vô biên thì nó tức là cõi trời vô sắc mình đã tới. Nhưng mình thấy nó cũng đã là vô biên rồi đó. Vậy mà tới hồi diệt thọ tưởng định cái hả, là cái cõi trời mà không vô biên, thức vô biên cũ hả, nó giống như hạt cát đối với hư không vậy đó. Kinh khủng như vậy, cho nên các vị cõi trời là chỉ có nước mà hướng về các vị thánh lễ thôi à, không còn đường nào khác đâu. Trí tuệ này là không nói được, hào quang rực rỡ không nói được. Cho nên mình nói kia, mình đi dần 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 lên ánh sáng á, thì đúng là mỗi một cái tầng nó là nó mênh mông gấp hàng tỷ lần cái tầng ở dưới thấp. Mình thấy mình bị hạn cuộc, vẫn là sáng, mà với cái lúc đó là mình đã thấy nó đã là mênh mông rồi. Nhưng mà đã phá một cái tầng của vọng tưởng đó mà lên một tầng sát hơn thì trời đất ơi, cái sự mênh mông này là không có nói được, không có lấy cái gì để so sánh với cái tầng cũ được hết. Mà ở đây gọi là bất khả tư, bất khả lượng là đã vượt qua cái phàm rồi đó. Cho tới Thánh A-la-hán rồi, bây giờ tới Phật cảnh giới căn lành. Thì các vị A-la-hán cũng không tưởng nổi luôn, không tưởng nổi. Ví dụ như cái chuyện mà cái ông mà cái gì đó bị con cọp rượt á, mình hay kể đó. Thì như vậy là các vị A-la-hán để thấy rằng cái thấy của các vị chứng A-la-hán thì nói về túc mạng thông thấy 84.000 kiếp trở lại là đã kinh lắm rồi. Đối với cái tam giới này là đã kinh khủng lắm rồi, đúng không? Nhưng với cái nhìn Đức Phật vượt qua đó, vượt qua xa tới hàng hà xa số kiếp, thì mới thấy được là trước 84.000 kiếp ông này có một lần niệm Phật mới thấy được căn lành của ổng. Thấy ghê không? À ra căn lành thì như vậy là thấy trong cái khoảng mà 84.000 kiếp đã là kinh khủng lắm rồi. Thì người đó sẽ có cái thiện căn, cái phước đức để có thể nhập đạo. Có nghĩa là các vị thánh gặp mình thì coi là các vị nhìn mình thấy từ đây ngược lại đời thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho tới 84.000 kiếp thấy mình chưa có niệm Phật lần nào hết á. Gọi là mình không có căn lành. Mình không có một cái niệm nào để thương người khác hết đó. Mình không có niệm nào để giúp đỡ hoặc thông cảm cho người khác hết. Là coi như mình không có căn lành trong 84.000 kiếp trở về đây. Nhưng mà trước đó là có Phật thấy trước đó có. Cho nên đối với cái căn lành của Phật là nó vượt mà không thể tính lường được. Qua hết tất cả những cái thấy, cái biết, cái trí tuệ, cái công phu, cái chứng đắc của các vị thánh khác. Gọi là cái căn lành của Phật. Đó là mình đang nói tới một chuyện có một chút nhỏ thôi. Bây giờ nói tới cái căn lành trong cảnh giới thiền định. Thì như mình á, nếu như mình được nhập định, mình bật hết cái ý niệm mà những cái buồn thương giận ghét, tâm mình rỗng lặng thanh tịnh tuyệt đối từ ngày này qua tới ngày kia, mình không có rời
nhiều ngày mình ở trong định. Và ánh sáng mình càng lúc càng sáng ra, cái tâm mình càng lúc càng rỗng, càng thanh tịnh ra, là căn lành mình đã, mình thấy đã kinh khủng rồi. Nhưng mà nó là chỉ có phàm định thôi. Thì như vậy là tất cả những cái chúng sanh quanh mình á, nó hưởng được cái từ trường năng lượng thanh tịnh này của mình, là căn lành của mình đã kinh khủng lớn á, không phải là nhỏ đâu á. Một lần mà được nhập định vậy là phước ăn biết mấy ngàn đời mới hết. Mà nói dở không ăn á. Thế vậy là tới các vị A-la-hán thì trời ơi, rực rỡ ánh sáng và rực rỡ sự thanh tịnh, tràn ngập cái lòng từ bi vô tận, vô biên, vô lượng, cái ánh sáng và trí tuệ của các vị La-hán. Nếu mà nhìn theo cái góc nhìn của mình, của tất cả các vị phàm phu, các vị cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì vẫn nhìn cái vị A-la-hán là cái gì đó nó vô lượng, vô biên. Tại vì vượt quá với cái tầm thấy của các vị chư thiên ở ba cõi. Chứ đừng nói là loài người, loài người mình không thấy được cái gì đâu. Thì các vị đã thấy kinh khủng trong cái ánh sáng, trong cái hào quang này đã trùm khắp, đã trùm chứa, đã tràn ngập rồi. Và rực rỡ tất cả ánh sáng của chư thiên cõi trời. Không có ông nào có thể so sánh được cái ánh sáng về hào quang của một vị A-la-hán. Sự yên bình, sự thanh tịnh của vị A-la-hán, cái lòng từ của một vị A-la-hán. Tất cả mọi cái đều trùm hết tam thiên, đại thiên thế giới này. Thì các vị đã thấy kinh khủng quá rồi. Nhưng mà các vị A-la-hán mới thấy rằng Đức Phật là còn trùm của cái trùm đó nữa. nó kinh khủng như vậy. Thì cái lúc mà nhập đạo của một vị A-la-hán á, thì cái khả năng sáng suốt, thanh tịnh và an lạc đó là làm cho tất cả những chúng sanh trong cái vùng ánh sáng đó được hưởng cái sự an lạc và thanh tịnh. Hiểu không? Phát khởi những cái thiện tâm, tin hiểu, tin chánh pháp, kính trọng tam bảo. Tất cả những điều đó sẽ hiện ra trong tâm thức của những người trước đây chưa từng thấy, chưa từng biết cái cảnh giới an lạc và thanh tịnh của một vị thánh. Thì lúc đó nó phát tâm ở đó. Tức là đó là một cái bài pháp mà vô ngôn của một vị đang nhập trong cái định đó. Thì chúng sanh trong cái vùng trời đó nó được cảm được cái sự an lạc, cảm được sự thanh tịnh và phát khởi cái tâm kính tinh đối với một vị thánh. Thì cái phước nó lớn rồi, phước đó là cũng vô lượng vô biên, cũng không tính được rồi. Nhưng mà không đủ sức để khai thị cho người ta giác ngộ. Chỉ có cái cảnh giới Phật đạo của Đức Phật thì các vị Đại Bồ Tát có thể chứng thành Phật quả theo Đức Phật luôn nữa. Những vị chưa phát tâm được phát tâm, những vị mà chưa chứng thánh được chứng thánh, tức là trong cái hào quang mà nó vượt thoát tất cả các cõi á, thì cái năng lực mà vượt thoát, cái năng lực mà tự tại, cái năng lực mà trí tuệ vô lượng vô biên đó đủ có thể chuyển đổi, khai mở, khai phóng và nâng tầm tất cả pháp giới mênh mông này. Thì đó mới được gọi là thiên căn trong cảnh giới của chư Phật. Phật thuyết pháp ở trong cảnh giới vô ngôn, Phật thuyết trong cảnh Tỳ Lô Giá Na mới ra cái quyển kinh Quan Nghiêm này. Thì đang trong cái cảnh giới đó, Đức Phật nói mấy cái này nè cho các vị Đại Bồ Tát nghe. Đức Phật cũng không nghĩ nói cho cái cõi mình nghe đâu, cõi mình không có đủ sức để nghe. Trong cái thời đó rõ ràng là cõi mình không đủ sức để nghe. Sau đó cả mấy trăm năm rồi thì Ngài Long Thọ mới thấy là cái này có thể chuyển cho ngôn ngữ của người phàm mình nghe được, hiểu được để tu. Thì Ngài bắt đầu mới viết lại, ở trong cảnh giới định nó viết lại. Thì vậy là khi mà các vị thánh đã nhập định thì nó không còn thời gian và không gian, cho nên là vô lượng vô số chư Phật quá khứ đã từng thuyết giảng cái gì thì các vị đều thấu thoát tất cả các bài pháp đó. Nghe một lần thôi là tất cả các bài pháp của tất cả các bậc giác ngộ, và tất cả các bậc giác ngộ đều thuyết những cái bài pháp mà vi diệu, tối thượng, tối thắng, tối tôn trong cảnh giới giác ngộ tối thượng của mình. Thì nó vẫn còn rung động ở trong cảnh giới giác ngộ tối thượng đó, cho tất cả các vị mà Đại Bồ Tát đều phải bị chấn động và được giác ngộ. Đó mới là cái thiện căn của Phật, là khai thị cho các vị Bồ Tát thành Phật. Các vị A-la-hán phát tâm thành hạnh Bồ Tát. Các vị chưa phát tâm thì phát tâm, các vị sau phát tâm thì có thể phát tâm mạnh mẽ để chứng thành Phật quả. Còn những chúng sanh mà lầm mê sẽ được phá vỡ cái mê lầm, khai mở trí tuệ để thấy được ánh sáng của Phật đạo, vân vân. Tất cả những cái đó đều đi tới tất cả chúng sanh muôn loài mọi cái cõi ở khắp cùng pháp giới hư không này. Thì đó được gọi là cái thiện căn trong cảnh giới của chư Phật, mà Đức Phật chưa nói câu nào hết đó. Nghe cái phúc thành đạo thôi là đã kinh khủng như vậy rồi, thì mới gọi là thiện căn trong cảnh giới của chư Phật. Thì không có cái gì có thể bằng. Đó là Phật cảnh giới căn lành ở tới mức độ đó.
Và ở trong cái Phật cảnh giới căn lành thì trở lại giống như cái hồi nãy, thì tất cả các pháp đều rực sáng, cả pháp giới nó rực sáng, tất cả các cõi đều được soi sáng, đều được rực sáng trong cảnh giới của chư Phật. Thì tất cả các pháp đều hiện nguyên cái tướng rực rỡ ánh sáng của chính tất cả các pháp. Cái căn lành của tất cả các pháp nó đều trở thành thiện pháp của pháp giới này, chứ không còn sự sai khác nữa. Nó chỉ là thiện pháp thôi, nó chỉ là rực rỡ ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu, rực sáng theo cái ánh sáng của thiện, của lợi ích thôi, chứ nó không có hiện cái khác trong pháp giới này. Và cả pháp giới này đều được nhuốm sáng bởi ánh sáng giác ngộ của Đức Phật. Và tất cả các pháp trong pháp giới này nó liền biến thành thiện pháp, liền hiện trong cái cảnh giới thiện lành của chư Phật. Cho nên các pháp lúc đó nó cũng đang thuyết pháp, nó mới là cái chuyện kỳ cục. Cây cỏ lá hoa lúc đó cũng đang nói chánh pháp nữa. Thì đúng là mình tưởng không nổi cảnh giới này đâu. Cảnh giới này cũng là cảnh giới của chư Phật. Đó là tất cả những cái căn lành mà những cảnh giới của căn lành và tất cả những chúng sanh trong cảnh giới căn lành, tức là cảnh giới căn lành của chư Phật, rồi cảnh giới căn lành của tất cả các pháp, rồi cảnh giới sự thanh tịnh tuyệt đối của chúng tăng. Như vậy là khắp pháp giới này hiện cái thanh tịnh đó là cảnh giới của thanh tịnh của chúng tăng, chứ không phải là một vị tăng thanh tịnh, mà là thanh tịnh là cảnh giới. Mà cảnh giới thanh tịnh đó gọi là cảnh giới của tăng bảo. Thì như vậy nếu như mình không thanh tịnh thì mình không thành tăng bảo. Một người cư sĩ mà đạt tới thanh tịnh nó cũng trở thành cảnh giới thanh tịnh của tăng bảo nữa, chứ không phải là cái người xuất gia. Thật ra cái sự thanh tịnh này nó là một cái loại căn lành mà nó đã có khắp ở pháp giới này. Cho nên đây gọi là căn lành thanh tịnh, tức là cái cảnh giới mà căn lành của tăng bảo, của Phật bảo, của Pháp bảo và của Tăng bảo, cả ba cái đó đều thanh tịnh tuyệt đối. Và thể hiện cái sự thanh tịnh đó là cái gì mà làm cho tất cả gạn lọc được tất cả những cái bùn nhơ, những cái cấu quẩn của nghiệp tập, của phiền não, của khổ đau cho tất cả chúng sanh muôn loài khi chạm tới ánh sáng trí tuệ này. Thì cái đó được gọi là cái căn lành của Tăng bảo. Thì tất cả những phương tiện thiện xảo, những phương tiện đó thì của Phật, chư Bồ Tát và các vị giác ngộ đã sử dụng phương tiện để mà có thể cứu độ chúng sanh rồi. Rồi tu các cái căn lành, rồi nội cảnh giới căn lành, ngoại cảnh giới căn lành, vân vân. Vô biên cái pháp trợ đạo cảnh giới căn lành. Và căn lành siêng tu lục độ, tức là từ bố thí căn lành, rồi trì giới căn lành, rồi nhẫn nhục căn lành, rồi là... tinh tấn căn lành, rồi định căn, tuệ căn, tất cả lục độ ba la mật được xem như là một cảnh giới căn lành nữa. Và khi một vị Bồ Tát mà thực hiện trọn vẹn cái lục độ ba la mật căn lành này thì mới là xứng danh là một vị Bồ Tát đi khắp chúng sanh để mà cứu độ, rồi để đưa tất cả chúng sanh đến bên bờ giác ngộ giải thoát đó. Rồi căn lành biết cái tâm sai biệt của tất cả chúng sanh. Đây là một cái loại căn lành mà không có sử dụng cái ngôn ngữ. Ví dụ như bây giờ mình ở đây chúng mình có một cái người giác ngộ, ngay cái lúc mình giác ngộ là tất cả những cái tâm sai biệt của đại chúng mình họ biết hết. Biết hết là ai tốt ai xấu, ai đúng ai sai, ai cao ai thấp, ai thiện ai ác, gì gì đó. Ngay cái lúc mình giác ngộ mình thấy hết rồi. Thấy hết. Nếu mà mình không thấy vậy thì mình không phải là người giác ngộ. Nhưng mà đó là căn lành để thấy. Có nghĩa là thấy biết để rồi mình hiểu được người này cái nghiệp như vậy, nhân vậy, cái quả vậy, giúp họ cái gì để họ tiến bộ. Hiểu không? Đó là thấu hiểu để mà thương, để mà thông cảm, để mà thương, để cứu giúp. Chứ không phải thấy thì kể thị phi, tôi thấy bà này xấu đem kể chuyện cho bà kia nghe. Không phải vậy. Cái đó không phải căn lành, đó là cái nhìn của thị phi. Nhưng mà khi các vị thấy thì họ thấy được tâm của tất cả chúng sanh. Và thấy tới đâu thì cái tình thương tới đó, tức là cái lòng từ tới đó. Do trí tuệ giác ngộ mà thấu suốt tất cả chúng sanh muôn loài, thấy tất cả những nghiệp tập phiền não tất cả chúng sanh muôn loài và thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài cũng tới đó luôn. Tức là vừa trí tuệ thấu thoát căn lành, nghiệp tập phiền não tất cả chúng sanh và vừa lòng từ tới đó mới được gọi là thấy căn lành của tất cả chúng sanh. Và như vậy mới là thật sự căn lành đó. Biết hết nhưng mà người kế bên không bao giờ mình nói đâu. Ví dụ có một người mà chơi thân với mình biết rất là rõ cái người kia xấu tốt kiểu gì nhưng mà không bao giờ nói.
không bao giờ hé môi. Và khi mà biết họ xấu và họ sẽ đi tới đâu và có phương tiện gì để giúp họ để có thể chuyển đổi được cái nghiệp đó, là họ lo, họ tính toán những chuyện đó, họ tạo phương tiện để giúp người đó, cho họ có rảnh để mà biết rồi đi đem ra nói biêu ríu ngoài người này xấu người kia xấu, không có chuyện đó. Thì đó mới là cái thấy căn lành đó, thấy để mà thương á, theo cái kiểu như vậy. Bây giờ là chính cái đó nó chứa nhóm vô lượng vô biên vô số công đức. Rồi những cái căn lành là những cái hạnh tu của các vị Bồ Tát. Hạnh tu các vị Bồ Tát phải nói thật là Phật mới biết thôi. Những cái vị đại Bồ Tát mà gần thành Phật mới biết hết cái công hạnh của Bồ Tát thôi. Tại vì cái công hạnh các vị á, ngoài cái việc mà mình nói, ngoài cái việc mình hành động để lợi ích, còn cái tâm á, cái tâm lợi ích của các vị Bồ Tát á, thì bên ngoài người bình thường không thấy nổi. Giống như cái tâm mà có cái vị thương mình là chắc chắn là mình cũng thấy nổi. Nhưng mình nếu người nào mà tâm thanh tịnh, thiện căn chúng ta tốt thì chúng ta cảm được cái đó. Mà quý vị cảm được cái tình của Phật và Bồ Tát thì quý vị nghe một cái gì đó, thứ nhất là nó im dịu, thứ hai nó ấm áp, và thứ ba là nó thanh tịnh, thứ tư là nó an lạc, thứ năm là nó có một cái gì nó siêu thoát, nó lạ lắm. Tức là khi mà mình cảm được cái từ tâm của Phật và Bồ Tát, mình sẽ nhận được cái này liền. Thì lúc đó ví dụ như mình đang hướng về mình đảnh lễ chư Phật, tự nhiên mình cảm giác mình được an lạc, mình được thanh tịnh, mình được nhẹ nhàng, mình được siêu thoát, kỳ lạ lắm. Mình thấy mình không có dính với phàm trần, không có dính mắc gì cái chuyện trần gian nữa đó. Ngay cái lúc mà mình thành tâm mình lễ Phật mà được như vậy là đem như là được Phật chứng minh mình đúng không? Phật nó thể hiện cái từ tâm đã chứng minh cái lòng thành đảnh lễ của mình. Thì lúc đó mình mới thấy đúng là cái công đức vô lượng vô biên của chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn ban phát cái cõi thế gian này, chứ không phải là không có. Nhưng mà tại vì cái căn lành mình chưa đủ để có thể nhận được cái này. Lúc nào đó mình thiền định mình nhận được cái này một cái là mình lại liền ngay tại chỗ. Không muốn nhập định thêm, muốn lại để tạ ơn thôi chứ không muốn đi sâu vào thiền định lại gì nữa. Lúc đó nó có một cái gì đó mà ấm áp mình chưa từng có được xảy ra trong cuộc đời của mình một lần. Một cái sự ấm áp lạ thường lắm, một cái sự mà yêu thương mà mình có một cái cảm nhận là nó rung từng cái tế bào nhỏ của mình bị bùng vỡ, bị hòa nhập trong cái ánh sáng, trong cái lòng từ đó như vậy đó. Nó rung cảm tất cả mọi cái năng lượng của mình đều rung cảm với cái tâm từ của chư Phật và chư Bồ Tát một cách rất là lạ lùng. Không có cái tình cảm nào thế gian so được. Cho nên mà những người mà tu tập mà nếm được một hai lần trong cái hương vị Phật đạo rồi thì thôi đi, không có dụ người ta được nữa. Cái người đó là họ tu thành Phật thôi, không có ma quỷ gì đó có thể dụ được. Nó rất là hay. Đây là cái công đức mà gọi là, đây là những cái âm đức mà của chư Phật chư Bồ Tát để lại, cái tình thương, cái lòng từ của chư Phật chư Bồ Tát để lại. Và chúng ta phải cảm được cái này. Giống như mà hồi xưa chúng tôi kể là nếu quý vị tới cái chỗ giác ngộ của Đức Phật là một nè, tới cái chỗ nhập Niết Bàn của Đức Phật bên Ấn Độ là hai, tới cái chỗ chuyển Pháp Luân của Đức Phật là ba. Ba cái điểm đó đó mà quý vị đủ cái sức thiền định để lắng lặng hơn, lặng sâu hơn cái tầng dao động tâm thức của những người tới đó để cầu xin khẩn giấy tùm lum tà la đó, đó. Nó ồn ào, nó đóng sờ nùi ở trên đó. À, nếu quý vị mà thả tâm mình lắng sâu xuống hết những cái tầng tâm thức loạn xạ của những người đó rồi, mình cảm nhận một cái năng lượng kinh khủng ở cái chỗ giác ngộ của Đức Phật. Ngay khi đó Đức Phật cái lòng từ tới đâu, cái sự rung động, cái sự rung chuyển á, nó chấn động chứ không phải là một sự rung động bình thường đâu. Vì nó kinh khủng, nó phủ khắp mình, nó tràn ngập cơ thể mình ngay khi mình đảnh lễ chỗ cái cõi Bồ Đề Đức Phật thành Phật á, là cái sự rung cảm mình rung bắn thứ điều mình bị nổ tung ra như vậy chứ không phải vừa. Và mình thanh tịnh không nói được. Những cái lần mà mình đã từng nhập định nhiều ngày chưa chắc mình được một phần ngàn của cái đó nữa. Và nhất là cái chỗ mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, nó ấm hơn, ấm hơn cái chỗ mà Đức Phật nhập định để thành Phật nha. Tuy nhiên là cái từ tâm, cái từ lực rất là lớn. Khi mà ngay khi mà thành Phật, một sự chấn động và cái từ tâm rất là lớn để có thể ăn cái đó rồi. Và cái lực định cũng như là cái tâm từ nó còn nguyên ở đó, không có bao giờ thay đổi đâu. Cho tới vỡ cái quả địa cầu này đi nữa chưa chắc là nó đã mất cái đó. Cái định lực đó là không thay đổi với thời gian và không gian á. Cho nên những người nào mà có cái cơ may, cơ duyên mà tới đó thì đừng có lại để mà cầu xin. Trời ơi, khùng phải mồ đi. Lại xin tùm lum.
Tại đó mà lo mà định đi, lo mà lắng hết, rồi dục hết những cái tâm tham cầu mong muốn này nọ kia của mình ra, để mình bằng cái sự rỗng rang thanh tịnh tuyệt đối, mình lặn sâu ở cái tầng sâu của tâm linh để mình chạm được cái năng lực thanh tịnh, cái định lực, cái Phật định của Đức Phật thì nó mới sướng. Chứ tới đó mà lại mà sinh tùm lum thì đâu có còn gì nữa đâu. Tới chỗ nhau Đức Phật, Đức Phật ngồi cái vịt xuống đó nhập định đi, thì mình sẽ thấy rằng Đức Phật thương mình đến cái mức độ là để lại tất cả những cái tình thương đủ để có thể gọi là trang hòa cho cả một cái cõi nước này, trang hòa cho cả một cái tam giới này, chứ không phải cái cõi giới loài người của mình đâu. Nó bắt đầu nó ngập tràn khắp ở hư không đó. Mình thấy rõ ràng là lúc đầu mình thấy chạm được rồi là mình thấy đúng là nó tràn ngập, nó phủ khắp chứ nó không có một chỗ. Và tất cả Đức Phật nhập Niết Bàn đều như thế. Chỉ vậy là sau đó mình hiểu được cái tình của cha, tình của mẹ mà tôi hay nói đó. Cái tình người, cái là cái người mà thương mình á. Mà quý vị có cơ hội để được tiếp cận với họ cái phút cuối á. Mình tưởng tượng là cái bóng đèn, cái đèn mà đang đốt mà đưa tay cho nó ấm như thế nào á. Cái kia nó ấm như vậy luôn á. Cái hơi ấm nó là nếu mà tính ra khoảng trừ từ khoảng 15-20 độ luôn á. Cha mẹ của mình trước cái phút chết á, để là cái hơi ấm của tình thương á. Và rõ ràng là mình cảm nhận hơi ấm, nó ấm toàn thân của mình, mà mình nghe cái sự vuốt ve mơn trớn rồi ấp ủ thương yêu của mình một cách lạ thường lắm trong cái tình người á. Thì đó là một cái gì đó nó hòa quyện mình, nó bao bọc mình. Nhưng mà cái tâm từ của Đức Phật thì nó khác, nó tỏa khắp à. Nó lan tỏa khắp mà nó có một cái sự rung động, chấn động, nó tự nhiên nó xóa dịu, nó xóa sạch, nó loại trừ tất cả những cái cấu bẩn nơi tâm mình còn sót động ở góc, ở cạnh nào đó, tự nhiên nó phá vỡ, tự nhiên nó làm tan biến, tự nhiên nó làm mình rỗng lặng, tự nhiên nó làm mình thanh tịnh hơn, tự nhiên nó làm tâm mình sáng hơn. Nếu mình nhận được cái định lực đó, mình thấy tất cả những điều đó xảy ra, Đức Phật làm sạch mình trong cái lúc đó. Để cho mình đi sâu vào thiền định, Đức Phật dẫn mình từ cái chỗ định đi sâu vào định hơn. Đó mới là cái kinh khủng, gọi là công đức Phật. Mới làm nổi chuyện này, người phàm làm không được đâu, không, các vị thánh hiền lơ mơ làm không nổi. Nhưng mà nếu tới chỗ đó mà mình thực tâm mà mình hành đạo và công đức tu tập nhiều đời nhiều kiếp, mình được quân tập và mình đã được mà đi vào định á, thì lực định của Phật sẽ dẫn dắt mình đi sâu vào trong cái cảnh giới của thiền định, để mình sẽ thấy rõ chân lý, mình nhập sâu vô mình thấy rõ hơn, nhập sâu vô mình thấy rõ hơn mọi điều, mọi lúc, ở mọi nơi, lạ lắm, mình không có diễn tả được. Nên tới những cái chỗ đó là cái trung tâm, cái rúng phát ra năng lượng giác ngộ của Đức Phật rồi. Tuy nhiên hết cái quả địa cầu này là Đức Phật đã trải phủ, từ cái định lực đó nó đã phủ cái cõi người của mình, và thậm chí là nó phủ cái tâm thiên đại thiên này. Cho nên những cái lúc mà mình định sâu thì mình mới thấy là rõ ràng là cái lực của mình đi tới đó thôi. Lực của mình đi tới đó thôi. Nhưng mà cái tâm thành của mình, cái thiện căn phước đức của mình nó đủ lớn. Rồi cái hạnh tu của mình nó cũng đã chín mùi. Thì mình sẽ thấy nó có một cái lực hút, một cái năng lực hút, càng lúc mình càng sâu vào định mà mình thấy tới đây là mình đã dừng nhiều lần rồi. Mình qua không nổi nữa. Vậy mà tới lúc đó mình lại sâu hơn, mình sáng hơn, mình sâu hơn, mình sáng hơn, mình rộng hơn, mình mênh mông hơn, mình thanh tịnh hơn, lạ lắm. Nó rõ ràng là cái lực dẫn dắt của chư Phật trong cảnh giới thiền định chư Đại Bồ Tát. Nói này người ta có thể hiểu lầm là có thể mình bị ma về đưa lối, quỷ dẫn đường gì đó, nhưng không phải đâu. Cái định lực của Phật và Bồ Tát nó kinh khủng lắm, ma quỷ không có cửa để đi vô đâu. Nếu mình đi sâu vào thiền định thì mình mới thấy là cái cảnh giới định lực của Đạo Phật, giống như sáng nói là cái cảnh thiện và cảnh ác rồi đó. Mà không mó được trong những cái cảnh của những người có chánh định. Nhưng mà khi mình chưa thực sự được chánh định, mình không có chánh kiến và mình không đạt được cái tầng của chánh định, thì ở trong cảnh giới mà tâm đó nó sẽ chỉ cần chút à, một tích tắc chưa đầy một giây là chúng ta đã vào cái cảnh giới ma định rồi. Khó có thể quay đầu. Cho nên nó là cái người nào mà đi vào con đường chuyên sâu của định á, thì phải học đạo, học những cái bài mà mình nói này cho nó thật là kỹ, để mình vào định mình thấy vừa là tí là dừng lại đi dùm, dừng lại dùm. Nên lại Phật cho nhiều lên, không thì đi gặp thiện tri thức. Chứ còn nó nhanh lắm, chưa có đầy một cái chớp mắt là mình đã đi tét lét đi đâu mình không biết rồi đó. Nhưng mà nó cũng sâu, nó cũng rộng, nó cũng thanh tịnh, nhưng mà nó không bao giờ có được cái tuệ giác ngộ. Nó có được năng lực,
nó có được thần lực, tưởng là thần thông nhưng nó có được thần lực. Và có liền, có mau, có rất là nhanh, nó mở cửa những cái đó rất là nhanh với mình. Tự nhiên mình cũng thấy quá khứ vị lai, tự nhiên mình cũng thấy tâm người ngon lành, tưởng mình giác ngộ, nhưng mà cái tuệ giác ngộ của Phật đạo mình không có thôi à. Và đụng tới cái lậu hoặc thì mình mê mờ, đụng như đụng vô cái trống đồng đó. Giống như mũi đụng trống đồng không phá nổi, cho nên không bao giờ giải quyết được cái lậu của sanh tử. Mở ngoài đó thì mình cũng có thần thông, biết quá khứ vị lai tùm lum hết. Thì đó là cái cảnh giới của ma rào. Nếu đi vào cảnh giới của thiền định thì chúng ta có vừa đủ chánh kiến và cái định lực, mình đi từng bước rất là vững vàng. Thì đi sâu vào những cái tầng sâu đó, mình mới thấy rõ ràng là Phật Bồ Tát luôn luôn chờ đợi để có thể trợ giúp, dẫn dắt mình. Chúng ta nên biết điều này. Cho nên tâm của mình khi mình dụng công là phải đúng cái lời dạy Đức Phật, là vì mình phải thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài thực sự, phải phát khởi cái này lên thực sự. Vì lòng thương tưởng cho đời đó là một cách giới thực sự để mới đi vào chánh định được. Không có vì lợi ích chúng sanh muôn loài là mình đừng có đi vào định nha. Đừng có bao giờ đi vào định với cái lòng tham tâm, với cái sự mà sợ hãi sanh tử, là mình sanh tử quá rồi, mình sợ quá, mình không muốn sanh tử nữa, mình muốn dứt trừ những cái mầm mống sanh tử để mình chứng đắc niết bàn, gì cho riêng mình là coi chừng bị lợt đó. Những cái điều mà trước khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật nói cái gì á, thì mình nên khởi cái tâm giống như vậy để bắt đầu đi sâu vào thiền định là đúng. Chúng ta nên học kỹ những cái câu chuyện ở trong các bộ kinh mà Đức Phật nói về, Đức Phật kể về cái lúc thiền định, trước phút thiền định Đức Phật làm cái gì. Đó là những cái bài học rất là sống động và chúng ta phải ứng dụng được. Nếu mà đi sâu vào thiền định là phải ứng dụng được những cái điều đó trong lúc Đức Phật nhập định. Thì mình mới kết nối được những cái từ lực này, những cái thiện căn này nè. Thật ra không phải Đức Phật phải thuyết pháp độ sanh bên ngoài, mà sâu trong tất cả những cảnh giới tâm linh, những cái tầng bậc mà gọi là tu chứng của mình á, đều có chư Phật và chư Bồ Tát hết. Mà như nãy mình nói là mình đi càng lúc lên ánh sáng là đều có một vị thầy để dạy, đó là một sự thật, cho tới cái chỗ tận cùng giác ngộ như chư Phật. Chứ không phải không có cái tầng bậc nào không có vị thầy. Thì càng lúc mình càng tới cái chỗ thanh tịnh hơn, càng lúc mình càng sáng suốt hơn, càng lúc mình càng mênh mông, càng lúc mình càng rõ biết, càng lúc mình càng thấu suốt, thì tất cả những cái đó đều có những cái vị thầy ở bên cạnh mình hết. Cho nên từ cái khởi đầu mà mình phải nói là được hoàn thiện cái gì, cái tâm hồn để mình đi sâu vào cảnh giới tâm linh thì mình rất là yên tâm. Thì những người mà họ không có hoàn thiện cái tâm hồn, họ còn ở cái linh hồn á, thì cái tham tâm để mà có năng lực, tham tâm để có quyền lực từ thế giới vật chất cho thế giới tâm linh, họ cũng tu. Cho nên họ có năng lực, họ trở lại làm người là họ dữ hơn cái loài người bình thường của mình. Đó là chuyện bình thường thôi, không có tránh được. Nhưng mà có điều là nó không có gọi là, như sáng mình nói là nó không có xâm phạm được trong cái thế giới tâm hồn. Nó không xâm phạm được cái này được. Cả các vị Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, các vị Đại Bồ Tát, các vị Thánh Hiền đều gọi là có một cái gì đó gìn giữ bao bọc. Mà mình hay nói cái từ chung chung là ngôi nhà của Tam Bảo, ngôi nhà của Chánh Pháp á. Cho nên thường những người mà hoàn thiện tâm hồn rồi mà quy y ha, thì rất là yên tâm. Quy y Phật đạo rồi yên tâm vô cùng luôn. Mình tin chắc là cái việc mà bị lọt lưới không có nữa. Nó có một cái hay đó. Thật ra là cái công đức của Phật và Bồ Tát, những cái thiện căn mà công đức được tích chứa trong nhiều đời, nhiều kiếp á, gìn giữ một cái chúng sanh, dẫn dắt một chúng sanh từ cái mê lầm mà cho tới giác ngộ, là các vị chưa từng rời bỏ mình. Không có từng rời bỏ mình. Những cái loại mà bị đọa là nó chưa có hoàn thiện cái tâm hồn thì phải chịu thôi. Tức là bắt buộc Phật Bồ Tát cũng phải dẫn dắt nó trong cái giai đoạn mà nó phải trả nhân trả quả, rồi trong những cái lúc mà chưa có hoàn thiện cái tâm hồn á, thì các vị cũng hướng dẫn từ từ cho mày khổ này, cho mày thấy tỉnh ra cái khổ kia, tỉnh cái khổ nọ, tỉnh cái khổ, tỉnh, nó sợ khổ quá cái phát tâm làm thiện. Linh hồn bắt đầu đi dọn đường thiện rồi mới được tới cái tâm, có được cái tâm, sở hữu được tâm là một trong những cái cảnh giới mà tiến hóa ở cái tầng bậc cao rồi. Thì tất cả những cái đó đều là những công đức của Phật và Bồ Tát hết rồi. Thật ra thì không có cái gì mà xấu ác, mà bị đọa đài mà Phật Bồ Tát muốn. Phật không muốn cho mình khổ. Nhưng mà trong giai đoạn mà tiến hóa của mình á, của những cái linh hồn ở cấp thấp cho tới những cái linh hồn ở cấp cao,
Thì những cái giai đoạn đó là những cái phương tiện của Phật và Bồ Tát đều hướng dẫn để cho chúng ta tiến hóa, cho tới khi mà chúng ta đạt được cái tâm hồn của một cái loài người ở tầng bậc cao rồi á, thì đó là những cái bậc mà được tiến hóa từng bước trong công phu. Thì đây là những cái công đức lành, chi chích nhỏ nhiệm dứt giả gian tuân cực khổ trời dài lâu từng đời này và tới kiếp nọ, đâu phải dễ đâu. Nó có những cái nội kiếp người mình thôi, mình thấy kiếp mình sống 80 năm, các vị có mặt 80 năm, đúng không? Rồi mình bỏ xác này cái mình đi về, đối cõi tâm linh của mình thì cũng về trên đó rồi. Nếu mà mình ở cái tầng của các vị thì các vị giải tiếp, không thì giao tay, trao tận tay cho vị thứ hai. Hay gì nó giới thiệu trao tận tay rõ ràng nha. Chứ không có phải bỏ dở nó, mày lên mày gặp con đó đi, tao viết giấy giới thiệu gì không có. Hay vậy đó. À, thì tới đây nè, thì cái vị kia là ví dụ như mình chưa có bỏ cái mạng này đi, ví dụ chưa mình vẫn còn sinh hoạt cõi người, nhưng mà cái tâm linh của mình, cái tâm hồn của mình nó đã vượt cái tầng cũ rồi. Vì có trách nhiệm dạy ở cái tầng trên của mình á, là có khi xuất hiện một lượt với vị thầy của mình, vị thầy cũ của mình. Và sau khi mình đã bỏ thế giới vật chất, bước vào cảnh giới tâm linh rồi, là vị thầy cũ của mình là mình rất là quen thuộc rồi, mình biết là vị thầy cũ đón rước mình, giờ dẫn mình đi. Nhưng mà xuất hiện luôn cái ông mới là nó hay lắm, cái thủ tục giao nó giống như là đã có sẵn rồi vậy đó. Và mình hòa nhập trong cảnh giới mới với một vị thầy mới của mình liền rồi. Nó nhanh lắm, nó rất là nhanh. Thật ra mình thấy rõ ràng là công đức của các vị từng ly từng tí, từng bước rất là nhỏ trong cái lộ trình sinh tử của mình á. Cái mình học mình hiểu tới đây rồi mình mới thấy là chư Phật chư Bồ Tát cực khổ với một cái chúng sanh ghê lắm, chăm chút từng chút từng chút từng chút từng chút, cho tới khi về bên kia mà ôn lại cái bài của mình một đời này hả, là không bỏ sót một mãi tơ luôn. Mình thì bây giờ mình ngồi mình nhớ chuyện cuộc đời mình nhớ đâu có hết đâu, đúng không? Nhưng mà bên kia là mày tự nghĩ lại tao kiểm soát. Giống như trả bài vậy đó. Chứ mình ngồi bắt đầu là bao nhiêu chuyện mà mình làm trong cuộc đời hồi nhỏ cho tới lớn, mình gì thì mọi cái nó nhớ ra. Và xuông điên khúc, ví dụ như từ 1 tuổi tới 10 tuổi nó im ru à, tức là mình đi đúng, mà đúng với cái hồi mình giao kèo đó. Giống như về mình rà lại cái khuôn mà mình đã đặt sẵn trên kia, gì cái nào nó trật khớp là chỗ đó sượng có vấn đề, là mình đã sai. Mình sai là mình chửi người khác, mình đánh người khác, mình ăn hiếp người khác, mình bị nhục mạ người khác, cái gì đó là phải khựng lại đó để sửa. Khúc đó là phải dừng lại để sửa. Thì đó là làm nhục người ta thì mình cũng nhục nhã ngộ lắm. Mình người ta mà đau khổ mình cũng đau khổ. Người ta mà tủi nhục mình cũng tủi nhục. Mà tủi gấp 10 lần, 20 lần của người ta thì đó, cái thấy đủ, cái bắt đầu nó làm liền là nó bước qua bước mới. Thì vị đó cũng phải kiểm tra ngồi đó suốt. Nhưng mà nói vậy chứ nó nhanh lắm. Cái thời gian trên đó rất là nhanh, thực sự nhanh thì cũng phải bằng mấy năm mình ở đây. Đó thì vậy là các vị cũng hốt bỏ mình. Giai đoạn mà mình kiểm tra lại cái đời sống này, giai đoạn nó hiện tất cả những cái chuyện trong đời sống của mình trở lại để là coi mình có đúng với những cái nhịp tiến hóa của mình hay không, thì các vị cũng thấy rất là rõ từng bước, thấy mình tiến hóa thiệt. À, ngay cả cái gọi là cái giao kèo mình xuống đây mình làm lợi ích 5 người, ví dụ vậy đi. Nhưng mà mình sẵn trớn mình làm được 10 người. Thì vậy là chỗ đó nó sẽ rực sáng hơn, nó thăng bậc nhanh hơn nữa. Tức là cái tâm mình được mở hơn, mình được đón nhận những cái điều dạy dỗ lớn hơn, cao hơn, sâu hơn. Trí mình sáng hơn, năng lượng mình sáng mạnh mẽ hơn. Và mình được tiến hóa nhiều hơn. Và vậy là nói cái chuyện ăn mừng. Xuống đây có nhiều khi mình làm bằng, có khi mình làm không được, có khi mình làm hơn cũng có. Xuống cõi này là cái gì? Mà Phật Bồ Tát là không bỏ một bước nào. Vị thầy tâm linh mình không bỏ bước nào. Từng sát na một, ngay cả cái việc mình nằm mộng, mình thấy ác, các vị cũng thấy rất là rõ nữa. Tức là ở đây là ban ngày là mình thức, ban đêm là mình ngủ. Thì ban ngày thức, ban đêm ngủ, có khi cái tâm mình nó bị mờ á. Nhưng mà nó hiện cái tâm mình, cái đoạn mình ngủ á, thì các vị vẫn rõ biết cái điều này. Thấy biết rõ. Và khi mà mình về cái thế giới tâm linh của mình thì 24/24 nó sáng rực, chứ không có vụ mà nửa tối nửa sáng đâu. Không có vụ nửa thức nửa ngủ. Về đó là tự động cái chuyện của ban đêm mình ngủ mơ á. Đó. Đó thì trong cái thế giới tâm linh nó cũng sáng trưng như bây giờ mình thấy giờ này, nó hiện ra giống như bây giờ mình đang thấy đang biết vậy nè.
mà rất là rõ ràng, rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết, từng chút, từng chút, từng chút vậy đó. À, vị thầy tâm linh mình vẫn theo dõi mình từng chút một chút, mà vị thầy tâm linh mình theo dõi mình như thế nào thì vị thầy của thầy mình thì cũng rõ như vậy, và vị thầy nữa thì cũng rất là rõ như vậy, họ rõ 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 từng từng chút một. Cho nên nói cái niệm nhỏ của mình là không có giấu được ai hết đó. Bị khổ vậy đó. Bây giờ mình nghĩ vậy, nghĩ vạ, nghĩ là những người có người mà nó không biết thôi, chứ bị thấy hết trơn à, bị thấy luôn cái chiều dọc lên tới bên kia. Tầng tầng lớp lớp các vị thấy hết rồi. À, hai cái vị thầy mà bên cạnh mình thấy thì mình không nói đi, mình tầng tầng lớp lớp được thấy hết rồi. Cho nên là, nhưng mà càng mà gọi là càng lên cao chừng nào thì tình thương của các vị càng lớn, các vị càng thông cảm, các vị càng hiểu biết được cái nghiệp tập của mình, biết rõ ràng là vì sao mình không làm được cái này. Tức là chuyện giao thì thực sự mình làm thất bại, mình bản thân mình không hiểu nha. Nhưng những vị thầy mình rất là hiểu về cái chuyện này. Và có khi mình cần thì các vị giải thích cho tại sao bữa đó mày làm cái chuyện đó, hoặc là do mày như thế nào mà mày làm không đúng. Chỉ giải thích cho mình và mình hiểu, mình chấp nhận cái điều mà nhận định cái trí tuệ mình không có đủ. Giống như trí phán đoán và trực giác mà nó không đủ rồi đó, thì các vị khai mở cho mình ở cái chỗ đó mình làm với lý do thất bại của mình là như vậy. Và các vị rất là thông cảm, là tại vì mình cái trí mình nó chưa có đủ, vẫn còn bị mờ lu, vẫn còn bị khuất lấp, cho nên mình không có đủ cái trí tuệ để phán đoán sự việc cho nó tốt như ý muốn. Và họ rất là thông cảm, biết để mà thông cảm như vậy đó mới là cái công đức của các vị thánh. Chứ còn nhiều khi mình biết cái sai khác môi ra cho tận nguồn mày luôn thì đó là phạm vô rồi. Thì các vị thánh biết đó rồi, nhưng mà biết, nhưng họ rất là thông cảm, thì họ biết lý do, biết trước biết sau, thì sao mình sai cái này, nguyên nhân gì dẫn tới cái sai, và sai này dẫn tới cái quả gì. Các vị rất là rõ ràng trong những cái việc mà đúng sai của mình, cho nên rất là thông cảm, và thậm chí là còn hướng mình cái cách để mình, ví dụ như thay vì mình phải trả cái quả đó 10, thì bây giờ nếu mà mình hiểu được chuyện đó rồi, nguyên nhân nó như vậy, mình làm như vậy thì mình hiểu được rồi, thì mình sẽ làm cái việc gì đó là mình sẽ giảm bớt cái quả này lại, nhẹ hơn. Mình từ cái cõi tâm linh mình biết cách để mình sám hối, mình tu tập, mình đi xin lỗi những cái người mình sai phạm gì gì đó, thì các vị thầy mình cũng vẫn phải cho mình gặp gỡ nhau, mình xin lỗi. Nhưng mà trước khi xin lỗi là mình phải trả cái đó cho chính mình, ngộ lắm. Tôi không có giải thích được cái chuyện mà vừa thấy cái xấu, cái đau của người ta là mình đau lại. Mình đau y như họ một cái. Và mình sẽ trả hết cái quả đó là phải đau gấp 10, gấp trăm lần gì đó. Và tự động cái nó hết, cái nó dứt ngang mình hết đau, cái chỗ tim ví dụ như đó. Ví dụ như mình chọc người đó nhói tim thì tránh. Là nó hiện nguyên cái chuyện nhói tim của người này ra. Và mình vừa thấy cái người này nhói tim hiện trước mặt mình nha. Cái cảnh đó, cái cảnh mà mình chửi người ta, mình đánh người ta, mình ăn hiếp người ta, cái gì đó là nó hiện nguyên cái cảnh nó ra. Vừa hiện nguyên cái cảnh nó ra là cái sự đau khổ của người kia nó liền hiện ra để mình thấy. Hiểu không? Thì chưa kịp gì, mình vừa thấy cái đau khổ người kia là nó dính trong mình, mà mình đau y như người kia, mình gục xuống, mình đau, mình khóc cái gì đó, nó rã cho mình ra để hết. Hết, hay vậy đó. Cái nhân quả nó giải quyết ở cái tầng mà tâm linh trở lên, nó giải quyết theo cái kiểu rất là êm đềm như vậy. Nhưng mà cái tầng linh hồn trở xuống thì nó là trừng phạt đó. Cái kia thì nó không bàn được, không nói, tại vì mình không muốn đụng vô kia nhiều. Nhưng mà đang nói tới cái tầng trên nó sướng lắm. Bởi vì khi mà tôi nghĩ tới cái chuyện này rồi, tôi nói không nói cũng được, có số người là họ đang sướng mà họ không hay. Tức là đã hoàn thiện tâm hồn mà đang hưởng những cái phước báo trong nghĩa cõi giới tâm linh, họ ít có người biết lắm. Không phải là không biết, họ quên thôi, xíu này họ quên thôi, chứ mà nhớ lại là mọi chuyện nó đã khác đó. Vì công đức của Phật Bồ Tát, từ cái việc lớn cho tới việc nhỏ, các vị đều gọi là sắp xếp rất là tỉ mỉ từng giai đoạn để dạy dỗ mình, để nâng bước mình. Cho nên thực sự mà học tới những cái chuyện mà công đức, cái thiện căn, cái phước đức này nè, mà mình hiểu được rồi á ha, thì tôi nói không còn gì ngoài chuyện để lại để tạ ơn hết á. Mình thực sự đừng có tài lanh. Đừng có nghĩ là mình khôn, mình bại này, mình dễ kêu mất công lắm. Tôi đã biết rồi, cứ thả cuộc đời, cứ làm xong, Phật kêu mình làm cái gì mình cứ làm cái đó đi.
Và như vậy thì mình sẽ tiến rất là ngon, tức là mình sống theo thiên nhiên, tự nhiên hoàn toàn. Mình đang hướng tới cái đạo giác ngộ giải thoát, thì từng bước mình đi, mình đừng có làm gì trái. Quý vị sẽ thấy từng bước mình cảm nhận được cái từ lực, cái từ tâm, cái trí huệ, rồi cái sự dìu dẫn, cái thăng tiến của mình. Từng bước nó rõ lắm, rất là rõ. Cho nên mình nói tới cái chịu mà thiện căn phước đức này thì mình mới thấy là cái công của chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thầy tâm linh của mình nó lớn không nói được. Cha mẹ một đoạn đời ngắn, một đoạn ngắn của một đời, nhưng mà cũng rất là nhiều cha mẹ, rất là nhiều đời. Và những cái vị cha mẹ đó đó, nếu mà thực sự mà chúng ta được những cái cha mẹ mà hoàn thiện tâm linh á, có khi mình mượn những vị nó chỉ mới hoàn thiện tâm linh thôi, mà mình là cái tầng rất là cao. Thì như vậy là mình lên tới cái tầng đó rồi, nếu mà mình cảm cái tình đó thì có khi là mình về cùng cái cảnh giới mà mình ở tầng cao, thì mình có thể gặp gỡ để mình trả cái ơn đó được. Nhưng mà nó không có trực tiếp, không có liên tục được. Mình thì dạng giống như thăm nuôi vậy đó, mất cười vậy đó. Cái vị mà trực tiếp để dạy cha mẹ mình ở tầng đó là vị đó trực tiếp dạy, mình không có lợi, không có xen vô được đâu á. Ngộ vậy á. Không có xen vô được, không có lung tung, không có lộn xộn được cái chuyện ai nó làm, không có chịu dẫm chân lên nhau đâu. Cái thế giới nó sao nó hay mình không hiểu nổi, tức là không có chuyện mà anh làm quá với cái chuyện của anh được. Tới đó là anh được đào tạo để anh học hỏi, anh được tiến hóa gì đó thôi. Nhưng mà tới cái tầng mà mình hoàn toàn tự do, tức là mình không hết cái nghiệp người nữa, hết bị á, gọi là hết bị sanh tử trở lại. Mình đã tự do hoàn toàn rồi, năng lực trí tuệ mình nó quá lớn rồi. Thì mình dùng cái năng lực của mình đi tới những cái tầng thấp mà nếu người thân của mình muốn giúp, mình muốn trả ơn, thì năng lực đó mình có thể đổ về được. Và họ sẽ nhẹ nhàng, họ sẽ thăng tiến được, mình sẽ trợ giúp được. Cho nên Phật Bồ Tát đó, tôi nói là ngay cả trong cái cảnh giới thiền định, Phật Bồ Tát vẫn có một năng lực để giúp mình, chứ đừng nói là không có là sai. Đừng có nói tu thiền mà Phật Bồ Tát mà không có gìn giữ bảo hộ mình. Không có chuyện đó đâu, đừng nghĩ là tu chú mới được hoặc là niệm Phật mới được, không phải vậy. Tu thiền nó càng kinh khủng hơn nữa. Thế giới tâm linh của mình thanh tịnh chừng nào thì nó cận kề với cái ánh sáng giác ngộ của chư Phật, chư Bồ Tát chừng đó mà. Cho nên là mình đang đi sâu vào thiền định chừng nào thì mình sẽ thân cận ánh sáng giác ngộ và trí tuệ. Cho nên được cái sự nâng tầm, được cái sự bao bọc che chở kỹ lắm. Và chúng tôi dùng cái từ là kỹ lắm luôn á. Mình càng mà tỉ mỉ chi chít trong cái việc mà sai phạm, sai lầm của mình để mình đi sâu vào thiền định. Tức là đi sâu thiền định là thấy rõ những cái sai lầm ở nơi tâm, chứ không còn bên ngoài nữa. Càng thấy nhiều cái sai lầm ở nơi tâm chừng nào là càng đi sâu vào tâm hồn mình chừng đó. Và càng thấy nhiều cái bí kết sai lầm ở nơi tâm chừng nào thì càng thanh tịnh chừng đó. Và càng thấy nhiều cái lỗi lầm chừng nào là càng gần gũi ánh sáng chừng đó. Và càng gần gũi ánh sáng chừng nào thì càng dễ nhập định chừng đó. Và định là mà với cái sự loại trừ những cái sai lầm ở nơi tâm chừng nào thì được thân cận cảnh giới giác ngộ chừng đó. Và sẽ được gần gũi chư Phật chư Bồ Tát nhiều chừng đó. Nên mới nói là cái công đức mà siêng tu tập của cái hạnh Bồ Tát đó. Thì vậy là cái căn lành mà chứa nhóm các vị Bồ Tát và những cái công đức của các vị Bồ Tát. Thứ nhất là siêng tu của mình. Thứ hai là cái siêng tu, cái hạnh mà giúp đỡ của Bồ Tát. Thì không phải là cái việc làm lợi ích, cái ăn, cái ở, cái giảng dạy bên ngoài đâu, mà các vị trợ giúp mình trong cảnh giới tâm linh nữa, trong cái cảnh giới thiền định nữa. Cho nên là căn lành khắp bao trùm và nuôi nấng tất cả các thế gian. Ở cái câu kết này rất là tuyệt vời. Trùm hết, không có chỗ nào tâm của Phật và Bồ Tát bỏ sót mình. Không có lý do gì các vị bỏ sót mình. Và không ai có đủ khả năng để làm các vị Bồ Tát xa lánh mình, trừ là mình từ chối. Mình không chấp nhận. Chấp nhận hay không chấp nhận, các vị cũng thương như cũ, chứ không phải mình không chấp nhận các vị xô đuổi mình. Không có chuyện đó nữa. Họ không có chuyện đó nữa, cái tâm đã trùm rồi. Cho nên bây giờ hả, là mày không chịu thì tao chờ mày, chừng nào mày đụng la phong, mày khóc lóc đi, tao quay lại tao cứu. Vẫn chờ đợi cái lúc mà mình cần thì các vị có mặt. Có mặt gần như là 100% với mình. Nhưng mà đến lúc mình thực sự mình cần thì mình cảm được cái tâm đó đó của chư Phật, chư Bồ Tát. Bởi vì nói cái công đức, cái phước đức tu hành của các vị, cái hạnh tu các vị từ ở ngoài cho tới cái việc kính sâu ở sâu, sâu ở trong tâm hồn, trong những cảnh giới thiền định. Thì trong những cảnh giới thiền định mình mới gặp gỡ được cái từ tâm
cái thánh tâm của các vị đã từng gần gũi dạy dỗ mình hằng hà sa số kiếp. Đó mới là cái điều mình khiến cho mình không thể nào mà gọi là lui sụp trong cảnh giới tâm linh được. Còn mình chưa có những cái này mình có khả năng lui sụp. Thực ra thì hoàn thiện tâm hồn thì không còn sụp tới đâu nữa, tới chỗ mà cái tầng thấp nhất đi lên thôi, mình không tiến bộ hơn nữa trong cảnh giới tâm linh thôi. Chứ còn nếu mà mình hoàn thiện từ cái lúc mà hoàn thiện tâm hồn rồi thì mình sướng rồi. Đi vào thiền định á, quý vị thấy là đời này, ví dụ như đời này mình không được nha. Thì lên đó đó ha, sau khi mà mình rà lại, mình kiểm tra hết cái đời mình xong, thấy không? Rồi mình được vào dự một cái lớp học, và mình do cái ý chí, cái tâm quyết để đi vào thiền định của mình không được á, mình phải dành thời gian mình thiền định riêng nữa. Cái đó là cái năng lực tiến hóa của mình, cái sự thúc đẩy tâm linh của mình. Thì mình vô lớp học, mình dự trong lớp học như sự giảng dạy, đào tạo cho mình hết những cái điều cần thiết để mình quay lại cuộc đời thứ hai, thì mình dành thời gian để cho mình thiền định. Và mình thiền định thì cho nên mình quay trở lại đời này, quay trở lại đời sau, thì cái lực định của mình á, thì rõ ràng là mình thành tựu. Mình muốn nhập vô cái định đó là mình sẽ nhập được. Mà đời trước mình làm cả đời không được, đời này mới lên ngồi có một hai thời dính ví dụ vậy đó. Tại vì mình đã ở cái thế giới kia là mình đã hoàn thành rồi. Thì vậy đó, nếu mà được những cái tầng bậc cao thì sẽ được hướng dẫn về cái cách mà mình đi sâu vào cái định lực của mình nữa, để nó giữ vững cái năng lượng nguồn của mình á, năng lượng ánh sáng nguồn của mình nó luôn luôn giữ vững, nó trong sáng và nó mãnh liệt để làm cho mình thăng tiến từng bước một bước, hay lắm. Nói tới cái thiện này nè, càng nói tới cái thiện chừng nào thì đúng là mình càng gọi là kính tinh, càng trân quý, càng thương chư Phật, chư Bồ Tát chừng đó. Sâu lắm, nếu mà mình lắng sâu trong thiền định, mình lắng sâu trong cái yên lặng mà mình cảm nhận á, thì nó có những cái sự rung cảm lạ thường lắm trong cái tình thương, cái lòng bao dung của chư Phật, chư Bồ Tát. Cái vị á là, ví dụ như mình làm cái sai lầm đi, mà hoàn thiện tâm hồn rồi mà mình ở trong cái cảnh giới đó, mình về trở nó mình nhiều cái lỗi lắm. Những cái đời mà mình còn cái lớp 1, lớp 2 mình nhiều cái lỗi lắm. Thì các vị cái thông cảm á, hiểu không? Thấy cái lỗi lầm mình gọi là thông cảm. Ví dụ như bây giờ mình sai đây, rồi người ta lại năn nỉ, người ta xin lỗi mình tha lỗi thôi, hiểu không? Mà là cái người lớn không có chấp trước thôi, mà bản thân mình không có cảm được cái gì, hiểu không? Nhưng mà mình có cái sai lầm á, và mình cảm thấy mình hổ thẹn á, mình bị quê bị gì đó, thì mình liền nhận được cái tình á, cái tình thương của cái vị dạy mình, nó ấm, nó xoa dịu mình. Cái này mình nhận thật sự rõ ràng, giống như rót một cái gáo nước ấm lên người mình để mình được ấm lên như vậy đó. Mình cảm nhận như vậy luôn, rõ ràng nha. Ở trong thế giới tâm linh là mình rất là cảm, mình cảm cái đó nó nhạy cảm lắm. Cái tình cảm mà người ta gửi gắm tới mình là mình nhận rõ lắm luôn á. Chứ không phải như với mình là ôm ấp nắm tay rồi vuốt ve này, không có đâu, không cần. Cái đó nó lại vậy đó. Mà hay cái là mỗi lần mình sai, mình tức là mình tua lại cái đời sống ở đây của mình, và mình tới cái điểm mà mình sai là mình quê lắm nha, mình quê lắm. Cái liền khi đó cái mình nhận được cái sự thông cảm á của vị thầy tâm linh, mình thể hiện cái tình đó, cái mình nghe nó ấm lại, cái mình cảm thấy mình vững vàng, mình sôi sâu vô cái sai trái của mình để mình thấy tận cùng cái sai của mình, nhận tận cùng cái lỗi của mình, cái mình qua được cái cua đó trong cái sự mà bao bọc bởi cái tình á. Nó hay vậy đó, chứ không phải rầy, không có la mày ngu quá tôi dạy mày hoài, không được, không có chuyện đó đó. Cái nó hay lắm, nó không có những cái lời lẽ thô tục vậy nữa, nó ngộ lắm, cái tình ngộ lắm, cái cách diễn đạt cái tình cảm của người ta nó trở thành một cái loại năng lượng của tình yêu, một cách thực sự thấm vô cái tâm thức, cái tâm linh của mình liền như vậy đó. Bởi vì nói mình không muốn về thì cũng không có được đâu, nói là muốn đi liền. Ở đây có đôi lúc mình cảm giác là mình cô đơn, mình quạnh quẽ, mình không có chỗ nương tựa này nọ kia ha. Thì có khi là đêm nay mình sẽ được. Nếu mà mình là cái người mình sống mà giống như là mình đã sống đúng những cái chuyện mà mình đã hợp tác, ký cái hợp đồng giao kèo rồi đó.
Thì mình nó nhiều ngày nhiều tháng mình cảm giác nó cũng có gì đó, nó vắng vẻ, nó cô đơn gì không biết gì. Thì cái vị đó đêm nay sẽ giúp mình trong lúc mình thiền định, trong lúc mình lại Phật, hoặc là trong lúc mình ngủ, các vị sẽ trợ giúp mình. Và mình cảm giác là trong đêm nay mình ngủ sao nó ấm quá, mình ngủ ngon quá, giống như được cái gì đó, được cung cấp cái gì mình không biết, mà sáng hôm sau mình cảm giác mình vui. Thì cái vị thầy luôn luôn ở bên cạnh, lâu lâu thấy mình giống như cạn bình thì châm thêm chút năng lượng cho mình rồi đó. Không có bỏ miếng nào hết trơn á. Ta nó thấy sướng lên, nếu mà thấy rồi chúng ta thấy rất là tự tin, rất là tự tin để mình tiến bước, ngộ lắm. Không có một phút nào các vị rời hết á. Đó là một điều đặc biệt, bởi vì nó là cái công đức lành của các vị Phật Bồ Tát và các vị thiện tri thức và vị thầy tâm linh, là mình nói không có ngày cùng. Không có ngày nào cùng hết, tức là nghĩ tới các vị là nó dưới đầy cái lòng kính tin, rồi cái lòng kính thương, kính mến, chứ nó không có cái khác được, ngộ lắm. Nó là một cái gì đó mà mình đã thấm rồi. Không phải thấm một đời mà thấm quá nhiều đời rồi. Bây giờ là cứ nghĩ tới đó là những cái cảnh đó nó hiện ra vậy.